Có một số đoạn vẫn hơi còn quên. Các chị đánh đàn đánh lại cho em một cái câu đấy thôi, cái khổ đấy thôi. Xong bắt đầu mới hát câu kết thử nhá, để vào để chắc đánh chắc 2 3 son son la son mi 2 3. À xin lỗi các chị ạ. Son son la si la son mi son re mi son son la 2 3. Cái câu khổ kết cuối cùng mà. Son son lề mà. 1 2 3. Đấy, đậu chuông vào đi, chuông.
Không đều nhau lại đi, cho đều vào. Lại cho đều. Nghe chuông. 1, 2, 3, vào. Không đều nhau đâu. Thương ơi đừng thế hỏng đan. Lại nào, các chị ơi, cho nó đều nhau để 2 mà lại 1 các chị. 1 2 3. Các chị vẫn bị nhanh. Nhá. Son son re son la son mi son re re mi son son la son re 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 son la son son re 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 re. Lại nào. Chị Hành giúp em lại. Đấy, đánh chắc như thế nha, đánh lại một lần nữa. 1 2 là 1 là nghe nghe đánh cái. Nghe chuông. À ơi ơi, lời ca ngân vang mãi thiết tha, hát khúc nhạc then dâng người tiếng hát yêu thương, cất tiếng đàn then dâng người tiếng hát.